Nhận diện chiêu bài chống phá núp dưới danh nghĩa góp ý, kiến nghị. Nhân câu chuyện ông Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu kiến nghị về việc cần hỏa táng thi hài Bác Hồ, mới thấy rằng đúng là lâu nay danh nghĩa góp ý, kiến nghị đã trở thành một thủ đoạn chiêu bài chống phá mới của những kẻ cơ hội chính trị như ông Bin. Không lạ khi kiến nghị của ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, gửi lãnh đạo cấp cao của Việt Nam rằng nên hỏa táng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh lại được VOA đặc biệt quan tâm. Đây được xem là cơ hội vàng để nhà đài có thâm niên chống Việt Nam phát đi những luận điệu bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mục đích cuối cùng là để chống phá sự nghiệp cách mạng. Trong thư mà ông cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết trên Facebook hôm 4 tháng 10 vừa qua có đoạn: "Tôi xin trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét một giải pháp vừa thực hiện được đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải pháp này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp, đồng thời khắc phục được một số khiếm khuyết và cách làm cho đến nay. Và tôi tin sẽ là giải pháp vĩnh viễn." Ông này còn nêu ra 4 giải pháp để tiến hành hỏa táng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó là lời khẳng định, nay là thời điểm thích hợp để nêu lên và giải quyết vấn đề này nhân dịp sắp tới giỗ lần thứ 50 Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là kỷ niệm 74 năm người đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử, khai sinh dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc ta và đúng nửa thế kỷ thực hiện di chúc thiêng liêng của người. Ông Bin cho rằng, ông đã viết đơn kiến nghị gửi Bộ Chính trị, nêu quan điểm của mình. Điều đó đúng, quy định của pháp luật và quy định của Đảng cho phép mọi người nêu chính kiến, quan điểm. Tuy nhiên, cái quan trọng là chính kiến, quan điểm đó anh nêu ra ở đâu, vào lúc nào, bằng cách thức nào, nhất là với những vấn đề nhạy cảm có sức tác động lớn đến dư luận xã hội. Nếu như ông Bin chỉ dừng lại ở việc ông nêu kiến nghị qua việc gửi văn bản cho tổ chức Đảng, thậm chí cho cả Quốc hội, cho Bộ Chính trị và chờ được trả lời bằng văn bản, có lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng đằng này cách làm của ông hoàn toàn khác. Ông gửi đơn kiến nghị, đồng thời ông nhanh nhảu post câu chuyện kiến nghị của ông lên toàn cõi Facebook để bố cáo cho thiên hạ biết, tạo diễn đàn cho các trang mạng lề trái cũng như các tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam nhảy vào bình luận, phân tích, tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Tính cơ hội và chống phá của những người như ông Bin thể hiện ở chỗ đó, để rồi sau đó có một loạt phần tử cơ hội Azure hùa theo như Nguyễn Như Phong, Ô Xin Huy Đức. Đây không phải là lần đầu câu chuyện góp ý, kiến nghị bị biến tướng và lợi dụng. Còn nhớ hồi xưa, những cái gọi là thư ngỏ của 61 đảng viên hay kiến nghị 72 của 72 nhân sĩ trí thức cũng theo cách này, tức mang tiếng kiến nghị với đảng nhưng thực chất lập xuất hiện ngay trên mạng xã hội để tuyên truyền chống phá. Những cái này nó không dừng lại ở góp ý, kiến nghị nữa mà là sự chống phá. Ai cũng biết tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng của đảng, của dân tộc, là ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam, phủ định, chống phá tư tưởng của người là âm mưu xuyên suốt lâu nay của các tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam. Để phủ nhận tư tưởng của người, họ hô hào cần giải thiêng, cần hạ bệ thần tượng. Và lần này cũng thế, họ hô hào hỏa táng thi hải Bác, phải chăng là muốn xóa đi hình ảnh của Bác trong lòng dân tộc? Họ muốn hình ảnh Bác không còn là sợi dây kết nối muôn dân, qua đó phủ định tư tưởng của người. Đáng nói trước nay, những tiếng nói này thường đến từ bài lũ chống cộng ở hải ngoại, thì nay nó lại đến từ chính một số người trong nội bộ là đảng viên. Phải chăng họ đang đi đầu phong trào xét lại lịch sử, họ muốn tái hiện câu chuyện Liên Xô trước đây? Mặc dù di chúc Bác để lại, muốn thi hài của mình được hỏa táng trước hết là về những thứ thiết thực như tốt cho môi trường của người sống và đỡ tốn đất ruộng. Sâu xa, người muốn dùng chính thân xác của mình để làm biểu tượng của sự gương mẫu đối với dân tộc, với quốc gia và cả nhân loại thế giới. Tuy nhiên, trước công lao trời bể của Bác đối với quê hương, đất nước và thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định, với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải thực hiện tốt, đến mức tốt nhất, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của người. Đây
quyết định đúng đắn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng khi quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện đúng lòng dân, ý Đảng, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm, lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người Việt Nam đối với Bác. Tại hội nghị 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969-2019, tổ chức tại thủ đô Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhấn mạnh, những thành tựu trong việc gìn giữ lâu dài, bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Bác có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thực sự đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là gìn giữ lâu dài thi hài Bác. Ngày nay, Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng, nơi hội tụ niềm tin, tình cảm, tình yêu của nhân dân cả nước đối với người. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Thực tế cho thấy, để chống phá cách mạng Việt Nam, một trong những thủ đoạn cực kỳ nham hiểm của các thế lực thù địch là ra sức bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc chúng hô hào đòi nhà nước hỏa táng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh không có mục đích nào khác ngoài mục đích đánh vào gốc, vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Đó là thần tượng Hồ Chí Minh với một hệ thống tư tưởng sâu sắc và toàn diện về con đường cách mạng Việt Nam, về một nhân cách vĩ đại của dân tộc. Đây là một âm mưu rất thâm hiểm và cần bị vạch trần, bác bỏ. Chắc chắn những kẻ như ông Bin và những kẻ đang a dua hùa theo sẽ phải hứng chịu sự phán xét của dư luận.